Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai nắng nóng sẽ gay gắt hơn và mở rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Thế còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn mưa nhiều, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng và sạt lở. Từ chiều đến tối nay thì mây dông lại bao phủ và gây mưa vừa mưa to cho nhiều nơi của khu vực phía Nam, như là tại Kon Tum, Bình Dương và Tiền Giang với lượng mưa ghi nhận là từ 36 cho đến 56 mm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa trên 50 mm dồn dập trong một tiếng tiếp tục gây ra tình trạng ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp. Còn ở thành phố Đà Lạt, dù mưa chỉ 13 mm thôi, nhưng mà trên nền đất đá đã bở rời sau nhiều ngày mưa lớn, sạt lở đất vẫn có nguy cơ cao sẽ xảy ra. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các cơ quan ban ngành và địa phương ra soát, phát hiện kịp thời khu vực có nguy cơ về sạt lở, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai để có thể phòng chống và hạn chế thiệt hại. Cùng với Lâm Đồng thì các nơi khác của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng cần phải đề phòng với nguy cơ về sạt lở và ngập úng trong chiều mai, vì dự báo là mưa sẽ tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi và thậm chí là có những điểm mưa trên 50 mm, tiềm ẩn theo đó là nguy cơ về gió giật và sấm sét đi kèm. Bắc Bộ và Trung Bộ thì ngày mai nắng nóng sẽ xuất hiện ở nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 35 cho đến 38 độ. Trên biển, huyện đảo Trường Sa cũng có mưa dông, tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Còn với huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, ngày mai có nắng, gió khoảng là cấp 3 đến cấp 4. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.